Đài truyền hình SET và International Home Shopping xin trân trọng giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp thượng hạng Hắc Sâm từ công ty Gunsum Premium, độc quyền phân phối. Hắc Sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc Sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì Hắc Sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong Hắc Sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc Sâm gum sâm có công dụng như hồng sâm nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc Sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ, và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc Sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc Sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1-888-688-2999. Xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua Người Việt trong tuần. Hôm nay thì chúng tôi lại có cơ hội gặp gỡ quý vị qua Người Việt trong tuần. Và chủ đề của chúng tôi hôm nay là nói về vấn đề Hội nghị Trung ương 9 lần thứ 13. Đây là khóa 13 và có những cái biến chuyển về vấn đề nhân sự, người thăng tiến, kẻ có thể nói bị mất chức. Và đến bây giờ thì chúng ta có thể nhìn thấy một cái tương lai của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt nhất qua Bộ Chính trị sẽ như thế nào. Và hôm nay người khách mời của chúng tôi đó là ông cựu nghị viên Pháp Bùi. Xin được gửi lời chào ông cùng với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ, chúng tôi xin gửi lời chào anh Đoàn Trọng và xin gửi lời chào quý khán thính giả thân thương. Chắc trong những ngày vừa qua ông đã theo dõi tình hình chính trị tại Việt Nam. Có thể nói đây là một trong những cái thời điểm mà rất nhiều nhân vật chủ chốt trong chính trị và là tứ trụ lần lượt ra đi. Thì đây cũng là một sự kiện làm cho người ta rất quan tâm đến liệu cái tình trạng này nó có ổn định lâu dài hay chỉ là những cái sự việc mà có thể đi đến thay thế này đến thay thế khác. Việc trước tiên là chúng ta phải nói đến sự ra đi của ông Nguyễn Xuân Phúc. Sau khi một cái thời gian dài ông làm thủ tướng và ông lên làm chủ tịch nước thì người ta nghĩ đó là cái nơi để cho thể có thể ông đến cái lúc mà tuổi già ông ra đi. Nhưng đùng một cái qua cái vấn đề vụ Việt Á và bao nhiêu và cái chuyến bay gọi là chuyến bay cứu nạn đã mang đến những cái sự mà gọi là bê bối trong những cái công việc này, và hai cái người gọi là phó thủ tướng của ông cũng đành ra đi và người ta cho rằng là ông phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với những cái sự việc cấp dưới của ông, và ông đã ra đi. Có thể nói sự ra đi của ông cũng tạo nên một cái xáo trộn trong cái đời sống chính trị ở tại Việt Nam. Và sau đó thì chắc quý vị đã thấy ông Võ Văn Thưởng, một nhân vật người miền Nam mà có thể nói rằng người còn ở vào cái lứa tuổi trẻ, đã từng là bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi và là đồng thời phó bí thư của thành ủy Sài Gòn. Vâng, kính thưa quý vị, một cái nhân vật trẻ người ở Vĩnh Long lại lên làm, được bầu chọn lên làm là chủ tịch nước, thì người ta nghĩ rằng tất cả các vấn đề chính trị đã coi như tạm thời ổn định. Vâng, thưa anh Trọng và thưa quý vị, thì nay xin phép được ngắt anh vài giây thôi. Là khi mà ông Võ Văn Thưởng lên đó, thì báo chí khắp nơi trên thế giới, kể cả những cơ quan mà dòng chính và kể cả một số những người trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đều nghĩ rằng ông này là cái người, ông Võ Văn Thưởng là người có tương lai rất sáng lạng. Ông là người trẻ, ông còn nhiều năm trước ông, và ông được ông Nguyễn Phú Trọng coi như là một cái người được ông Trọng nâng đỡ rất là nhiệt tình. Vâng. Thế mà chưa đầy có vài tháng ông cũng lại chưa tới năm lại cũng lại phải ra đi. Vâng. Cái điểm mà cái sự ra đi của ông Võ Văn Thưởng làm cho cái vấn đề quốc tế như thế nào đối với những người mà ông Võ Văn Thưởng đã đại diện cho đến thăm, thậm chí ông còn đến thăm cả Đức Giáo Hoàng Francis, mà có một cái chuyến đi sắp xếp để ông Đức Giáo Hoàng đến thăm Việt Nam, là vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm Việt Nam, cho dù trải qua bao nhiêu chế độ, bây giờ đến chế độ cộng sản, thế mà lại Đức Giáo Hoàng đến thăm, thì thấy nổi bật của Việt Nam trên cái chính trường quốc tế. Nhưng cái sự ra đi của ông Võ Văn Thưởng làm xáo trộn rất nhiều. Đến ông quốc vương của Hà Lan, người đã được mời, đang đi trên đường đi còn mấy ngày nữa thôi, đùng một cái phải ngưng chuyến đi tại vì ông Võ Văn Thưởng bị thay thế. Cũng là một trong những cái vấn đề làm xáo trộn đời sống kinh tế tại Việt Nam, và đặc biệt nhất là đời sống chính trị.
Thế vâng, thì quả như vậy thưa anh, và thực sự ra những cái nhà đầu tư thế giới, những công ty lớn Hoa Kỳ ở Âu Châu họ cũng rất là lo ngại, bởi vì họ biết rằng bây giờ nếu mà tình trạng nó bất ổn như vậy, người mới chưa biết là ai và đường hướng như thế nào, bây giờ họ qua họ không biết nói chuyện vào. Thế cho anh là một cái người gọi là tài phiệt, người có tiền, người tư bản, anh mang một cái túi tiền rất lớn cùng với công ty của anh đi đến đầu tư một cái nơi mà tình hình chính trị ở đó chưa được ổn định, xáo trộn, thì anh liệu có đủ can đảm để tiếp tục đầu tư ở đó hay không? Ồ, thưa anh, chỉ đừng có nói gì đến một cái đầu tư ở Việt Nam là mình phải nói đến chuyện cả nhiều trăm triệu đến nhiều tỷ đô la. Nội trong cái chuyện mà thành phố như là cái thành phố Garden Grove nho nhỏ của chúng tôi thôi, bất cứ một công ty nào mà họ đầu tư từ 10 triệu cho đến 100 triệu trở lên, thì họ luôn luôn quan trọng là cái tình trạng chính trị ở trong thành phố nó phải ổn định. Đối với một thành phố nhỏ như Garden Grove đã vậy, huống hồ chi là cả một cái quốc gia như là Việt Nam, người ta lo chứ anh. Đúng như vậy, cái sự ra đi đột ngột của ông Võ Văn Thưởng và trước đó là ông Nguyễn Xuân Phúc thì có thể nói làm cho cái tình hình đầu tư tại Việt Nam, mà trong cái lúc thị trường kinh tế cũng giống chứng khoán, cũng giống như cái vấn đề lạm phát càng ngày càng gia tăng, nhất là cái cuộc chiến tranh diễn ra ở tại Ukraine và đồng thời cuộc chiến tranh đang diễn ra ở tại dải cao nguyên Gaza. Điều đó làm cho chúng ta thấy có một cái sự lo lắng, nhưng chuyện nó không ngừng ở tại đó. Đùng một cái thì ông Vương Đình Huệ, một trong những nhân vật mà có nhiều khả năng có thể thay thế ông Nguyễn Phú Trọng trong tương lai, là một trong những người đảm trách vấn đề kinh tế, Bộ trưởng Kinh tế, Bộ trưởng Tài chính, rồi đến vấn đề là trưởng ban kinh tế, rồi đồng thời là Bí thư Thành ủy Hà Nội và là Chủ tịch Quốc hội, thì có thể nói là với cái tuổi tác của ông Nguyễn Phú Trọng thì chắc là cái người mà có thể thay thế ông Nguyễn Phú Trọng không ai ngoài ra là ông Vương Đình Huệ. Nhưng lại đùng một cái ông vừa mới đi về thì ông Phạm Thái Hà là cái người phụ tá trợ lý của ông Khoa Biêu bao nhiêu năm tháng lại bị dính dáng đến với vụ ở tại Thuận An, gọi là cái công ty tập đoàn Thuận An. Bởi thế vừa mới đi gặp ông Tập Cận Bình đi về thì lại ra đi, làm cho người ta phân vân không biết tình trạng chính trị Việt Nam sẽ đi đến đâu. Và đến bây giờ thì có thể nói những lo ngại nó vẫn tiếp tục diễn ra. Vâng, thưa anh và thưa quý vị, thì ngay khi mà tin tức ông Vương Đình Huệ đi qua Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình thì ai cũng nghĩ rằng là có lẽ kỳ này là tương lai của ông Vương Huệ sẽ sáng lạn và đang mở rộng cho ông, có thể là ông không chừng nhiều khi có công được lên thay cho ông Nguyễn Phú Trọng vào sau năm 2026, thưa anh. Thế nhưng mà sự việc ông ra đi nó cũng chưa hết cả đó. Tất cả bao nhiêu người bình luận ra, những cái người mà nghiên cứu đến chính trị trong Việt Nam, họ nói đến cái sự kiện này là cơn địa chấn chưa từng có xảy ra ở Việt Nam. Thế nhưng mà sự việc lại chưa hết cả đó, người ta lại bắt đầu nghĩ đến, phân tích và đưa ra một cái nhận định rằng có lẽ là thay thế vào hai cái ghế của tứ trụ là Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Nhà nước sẽ là vào tay bà Trương Thị Mai và ông Tô Lâm. Hai người này, một trong hai người sẽ giữ hai cái chức vụ đó. Và hai người giữ hai chức vụ đó. Thế thì không, đùng một cái trong hai ngày qua thì bà Trương Thị Mai lại phải hạ cánh an toàn và thôi tất cả mọi chức vụ. Chưa chắc là hạ cánh an toàn anh. Cái điều đó là chúng ta suy nghĩ tạm thời vào lúc này mà thôi. Vì việc trước tiên là bà Trương Thị Mai, bí thư của ban bí thư của Bộ Chính trị đã bị cho thôi chức. Bị cho thôi chức, điều đó có nghĩa rằng sẽ có những cái rắc rối về sau. Mà hiện nay thì bà đã liên hệ đến một cái gọi là cái tập tổ hợp Vạn Ninh ở tại Đà Lạt về vấn đề xây dựng gì đó hay là vấn đề đầu tư gì đó. Nhưng cái sự việc nó lại đi đến một cái khúc quanh khác. Vương Đình Huệ ra đi, Võ Văn Thưởng ra đi, rồi người ban bí thư của thường trực của Bộ Chính trị lại ra đi, Trương Thị Mai. Cái điều đấy cho thấy cái lỗ hổng nó quá nhiều đi. Và đến bây giờ thì người ta nói liệu cái vấn đề đút lò của ông Nguyễn Phú Trọng có đem lại kết quả thực tế hay là tạo nên một cái vấn đề bè phái để thanh toán nhỉ? Vâng. Anh có hỏi một câu ngay cách đây không lâu là tôi suy nghĩ là cái việc này nó đã ổn định chưa? Qua cái kỳ hội nghị số 9 khóa 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì như vậy bây giờ nó đã ổn định chưa? Các vị trí có vẻ gần như là đã được bù lắp vào rồi. Đó thì là cái anh... lý do thưa anh, đó là cái lý do chúng ta có cái chương trình Người Việt trong tuần hôm nay. Vâng. Người Việt trong tuần hôm nay sẽ chúng ta quan tâm đến một trong những nhân vật mới mà chúng tôi hy vọng quý vị sẽ thấy hình ảnh của ông này, đó là Đại tướng Lương Cường.
Đại tướng Lương Cường là một người hiện nay đang đảm nhiệm gọi là chức vụ chính trị viên của quân ủy ở tại là cái bộ quân ủy, ban quân ủy tự nhiên là quân lực của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại tướng Lương Cường năm nay 67 tuổi. Và ông là một trong những người đã được từng học tập huấn luyện ở tại Trung Quốc 2 năm liền khi ông còn là cấp bậc tướng. Vâng. Và đây là một người có thể nói rằng là cũng có nhiều cái sức lực. Và bây giờ ông sẽ làm gì? Thưa anh, bây giờ ông trở về thay thế cho bà Trương Thị Mai ở cái chức vụ là Bí thư Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đó là một cái chức vụ rất lớn mà điều các anh chắc anh cũng biết ở Việt Nam, cho dù chính phủ vậy nhưng đảng nắm toàn quyền. Và cái người Bí thư Thường trực Ban Bí thư là một người có tiền sinh sát ở trong tay. Và ông Lưu Cường cũng là một trong những nhân vật mà có thể nói được nhiều người nói đến, nhưng không ai nghĩ rằng sự thay thế của ông để vào cái chức vụ bà Trương Thị Mai, cái liệu cái sự thay thế nó mang lại một cái ý nghĩa gì trong tương lai. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua Người Việt trong tuần, mà chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giai đoạn. Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240g với hàm lượng ginsengoside cao nhất trên thị trường, với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá 360 đô, mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng, giá 180 đô, mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên, giá 320 đô, mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng: viên tinh chất giá 270 đô, hộp 180 viên; dạng nước giá 260 đô, hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra, khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn, giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA, liên lạc order tại 714-868-6868 hoặc order online tại sethomeshopping.com. Vâng, kính thưa quý vị, ông Lương Cường vừa vào đảm nhiệm chức vụ Bí thư Ban Bí thư Thường trực của Bộ Chính trị thì liền tức thì là có một cái đại gọi là phiên họp hội nghị chính của kỳ Quốc hội lần thứ 10 của Đảng Trung ương Đảng lần thứ 13. Vâng. Và đến bây giờ thì người ta bắt đầu thấy có những cái sự thay đổi rõ ràng. Đó là việc trước tiên ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã, mặc dù đã lớn tuổi nhưng vẫn tái xuất sau một cái thời gian không xuất hiện. Thế thì ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện với cái gì? Vâng, thì việc trước tiên như tôi đã trình bày đó là ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện và bà Trương Thị Mai bị cho thôi chức. Bà Trương Thị Mai bị cho thôi chức. Và sau đó Đại tướng Lương Cường sẽ làm Thường trực Ban Bí thư của Bộ Chính trị. Đấy. Và đồng thời bổ sung 4 người vào Bộ Chính trị. Anh theo dõi, anh có biết 4 người mà được bổ sung vào Bộ Chính trị là gồm những ai không? Dạ vâng thưa anh, việc người đầu tiên mà tôi còn nhớ đó là ông Lê Minh Hưng. Ông này là thống đốc Ngân hàng Việt Nam trong cái thời gian mà cái vụ Vạn Vịnh Phát nó bùng nổ lên, là vẫn có vấn đề mà Ngân hàng Việt Nam đã làm cho Ngân hàng SBC không kiểm soát, không giám sát cái Ngân hàng SBC cách đúng đắn để cho nó đi đến tất thoát đến cả hàng chục tỷ đô la. Ông Lê Minh Hưng này cũng là một trong những người đã từng đảm nhiệm chức vụ thống đốc. Nhưng còn bên cạnh đó, ông là con trai của ông Lê Minh Hưng, một thượng tướng, bộ trưởng Bộ Công an. Đấy là cũng là một trong những chức vụ rất là quan trọng. Và kế đến thì chúng ta nói đến là vấn đề họ sẽ, cái kỳ hội nghị chính này sẽ quan tâm đến vấn đề gọi là bầu nhân sự để bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội đang còn để trống thôi. Vâng. Thế thì anh tiếp tục theo dõi cái 4 người được bầu vào Bộ Chính trị kỳ này, ngoài ông Lê Minh Hưng ra thì còn những ai nữa? Còn 3 người nữa, đó là ông Nguyễn Trọng Nghĩa, ông Đỗ Văn Chiến và một người phụ nữ tên là bà Bùi Thị Minh Hoài. Wow. Như vậy là có 4 thành viên mới gia nhập vào Bộ Chính trị sau khi chúng ta thấy 16 thành viên tất cả đã bị mất đi, gồm có 5 người. Vâng, theo như những cái tài liệu ở trong nhà nước đưa ra thì ông Nguyễn Trọng Nghĩa là 62 tuổi và ông là người gốc ở Tiền Giang miền Nam. Vâng. Và ông đã từng là đại biểu Quốc hội khóa 14, khóa 15. Ngoài ra một cái người thứ hai mà tôi thấy cũng
khá là khác biệt, đó là ông Đỗ Văn Chiến, 62 tuổi, quê ở Tuyên Quang. Tuyên Quang là ở ngoài Bắc phải không anh? Vâng, Tuyên Quang là ở ngoài trên miền Việt Bắc. Yeah. Vâng, ông này cũng đã từng là ủy viên chính thức của các khóa, ủy viên trung ương chính thức của các khóa 11, 12, 13. Vâng. Và người thứ tư còn lại lúc nãy chúng tôi nói đến là bà Bùi Thị Minh Hoài. Bà này quê ở Hà Nam thì đương nhiên là bằng ngoài Bắc rồi. Vâng. Đó. Cái điều mà chúng ta còn thể tiếp tục theo dõi đó là vấn đề cái bầu cái hội nghị chín này đi đến một cái vấn đề kỷ luật kết quả như thế nào. Liệu chúng ta nói đến một trong những nhân vật mà có thời là gọi là quyền hành tại thành phố Hồ Chí Minh, đó là ông Bí thư Lê Thanh Hải, là bí thư thành ủy của thành phố Hồ Chí Minh và đồng thời là chủ tịch Ủy ban Nhân dân qua những cái triều đại liên tục. Nhưng bây giờ thì cái vấn đề gọi là kỷ luật ông Lê Thanh Hải này như thế nào? Ông vừa rồi hình ảnh trên ấy là ông Nguyễn Xuân Phúc, cũng là một trong những người đã từng làm thủ tướng và đã từng làm chủ tịch nước, nhưng đã bị liên hệ đến cái vụ Việt Á, bởi thế ông lại bị phải xin thôi việc, ngưng chức, mà ông có đã hạ cánh an toàn chưa? Vì những người ở trong tứ trụ thì đến bây giờ chưa có một ai mà có thể đã bị vấn đề là tù tội. Ngoại trừ một ông Đinh La Thăng thì có thể nói là ông chỉ là bí thư thành ủy của thành phố Sài Gòn mà thôi. Thế thì bây giờ chúng ta nói lại việc trước tiên, sau những cái gọi là cái chao đảo tình hình chính trị, thì việc trước tiên ra đi của ông Võ Văn Thưởng, kế đến ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, và đến bây giờ thêm một người nữa, đó là bà Trương Thị Mai. Thì tự nhiên điều đó cho thấy rằng là cần phải có bổ sung nhân sự vào. Thì anh vừa cho biết là bổ sung thêm những người vừa qua. Bây giờ chúng ta nói đến, thế thì Đại tướng Lương Cường là như thế nào mà một cái nhân vật tự nhiên sao lại trở thành một bí thư của Ban Thường trực Bí thư của Bộ Chính trị? Vâng, theo như những tài liệu mà tôi tìm hiểu được thì ông này như anh nói là đã từng không những là tướng trong quân đội, nhưng mà đặc biệt là ông lại đi về chính trị chứ không đi về vấn đề tác chiến. Ông là nắm nhiều cái vai trò quan trọng là ủy viên chính trị trong quân đội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, v.v. và là ủy viên Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương. Tức là cái cuộc sự nghiệp của ông Lương Cường này là mặc dù là trong quân đội, một vị thượng tướng, nhưng mà ông đặc biệt đi về vấn đề chính trị. Thì cái cách tổ chức ở bên của bộ đội của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì nó có một cái chức là không phải là như ngày xưa ở bên miền Nam thì gọi là tư lệnh, đây là ví dụ sư đoàn trưởng, nhưng cái người mà quyền hành nữa là chính trị viên của sư đoàn. Thì cái người chính trị viên thì đây ông Lương Cường đại tướng là một trong những ủy viên thường vụ quân sự trung ương, tự nhiên là ủy viên chính trị trung ương đó, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, ông là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là một ông Cường có một cái thời gian bồi dưỡng cán bộ tại Trung Quốc từ năm 2011 cho đến 2013. Điều đó có nghĩa rằng ông được bồi dưỡng học tập ở tại Trung Quốc một cái thời gian rất dài, đó là 2 năm. Vâng, và cái điều này thì không hiểu là, dĩ nhiên không phải là học ở Trung Quốc thì có khuynh hướng là nghiêng về Trung Quốc, nhưng mà không khỏi người ta thắc mắc là liệu là ông có khuynh hướng là ủng hộ phe bên Trung Quốc thay vì những người học ở Hoa Kỳ không được anh? Đến bây giờ thì còn quá sớm để chúng ta có thể nói đến những cái chức vụ và những cái quan điểm và cái xu hướng chính trị của người đó trong Bộ Chính trị trong tương lai. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng biết được ông Đại tướng Trần Văn Giang. Trần Văn Giang là một trong những người đảm nhiệm chức vụ hiện nay Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngày xưa thì người ta nói ông Đại tướng Trần Văn Trà, nhưng ông Đại gia này là một trong những người hiện nay nếu nói về quân đội là ông là một trong những người có cái chức vụ và cái quân hàm lớn nhất ở trong quân đội. Bây giờ ông cũng là một thành viên của Bộ Chính trị và ông là một trong những người đảm nhiệm Bộ Quốc phòng. Nói về công an thì có Đại tướng Tô Lâm, nhưng nói về quân đội thì có Đại tướng Trần Văn Giang. Ông Lương Cường thì theo như đây là ông cũng đã gần đây vào năm 2019 ông đã được thăng lên quân hàm đại tướng.
Vâng, đã, ông là đại biểu. Ông Lương Cường này không phải là một cái người mà tầm thường. Vâng. Là dĩ nhiên là đến vai lên tướng là không phải là tầm thường rồi, nhưng mà ông ở vai trò mà coi như là hàng cao cấp ở trong các vị tướng lãnh của quân đội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đúng không anh? Vâng. Thì bây giờ thì chúng ta nói đến tất cả những cái thành phần nhân sự được bổ túc vào trong cái bộ chính trị và cái sự thay đổi đột ngột trong bộ chính trị, liệu cái sự việc này nó mang lại một cái ảnh hưởng như thế nào, một cái vấn đề đổi mới trong bộ chính trị, và liệu tương lai bộ chính trị sau khi ông Nguyễn Phú Trọng có thể nói ở vào một cái lứa tuổi rất lớn và qua ba cái nhiệm kỳ rồi, liệu ông Nguyễn Phú Trọng còn có một cái tương lai ở lại nhiệm kỳ thứ tư nữa hay không? Đó là một trong câu hỏi mà người ta bắt đầu đề bạt để cái qua cái hội nghị chính này người ta giới thiệu thành phần quân nhân sự để Quốc hội phê chuẩn. Thế thì qua cái hội nghị chính này của Trung ương Đảng thì người ta giới thiệu nhân sự gồm những ai? Thì giới thiệu hai người. Là việc trước tiên người ta giới thiệu đến ông Đại tướng Tô Lâm, một trong những người giới thiệu vào chức vụ gọi là Chủ tịch Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nằm ở trong thành phần tứ trụ là bốn người là điều hành của Việt Nam. Và kế đến thì chúng ta phải nói đến một người nữa là trên Trần Thanh Mẫn, ông này từng là bí thư thành ủy của thành ủy Cần Thơ. Và ông là hiện nay là Phó Chủ tịch Quốc hội, thì ông này là một trong những người cũng được đề bạt để thay thế vào ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội trong tương lai. Thật. Vâng, thưa anh, ngoài cái vai trò bí thư tỉnh Cần Thơ ra, từng là bí thư tỉnh Cần Thơ, thì ông này là bí thư thành ủy Cần Thơ, vì thành phố Cần Thơ. À, thì ông này có quá trình ở trong công an hay trong quân đội không thưa anh? Ông Lê Thanh Hải là một trong những người học về ngành kinh tế, nhưng chưa bao giờ ông đảm nhiệm cái chức vụ kinh tế. Và ông khi sau ông khi Trần Văn Mẫn chứ anh? Trần Thanh Mẫn. Ông Trần Thanh Mẫn. Trần Thanh Mẫn. Vâng, ông Trần Thanh Mẫn là một người không phải xuất thân từ ngành công an. Vâng. Vâng. Đó là một loại nhân sự mà chúng ta thấy từng bước để hình như thay đổi vào những ngày tới đây qua cái kỳ họp của Quốc hội, và đặc biệt nhất là qua hội nghị chính của Trung ương Đảng Cộng sản lần thứ 13. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua Người Việt trong tuần, và chúng tôi sẽ lại với quý vị trong giây lát. Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240g với hàm lượng ginsengoside cao nhất trên thị trường, với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá 360 đô, mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng, giá 180 đô, mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên, giá 320 đô, mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng, viên tinh chất giá 270 đô hộp 180 viên, dạng nước giá 260 đô hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra, khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn, giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA, liên lạc order tại 714-868-6868 hoặc order online tại sethomeshopping.com. Quý vị vẫn cùng với chúng tôi qua Người Việt trong tuần. Vâng, kính thưa quý vị, cái sự kiện mà chúng tôi đã đề bạt trong những ngày vừa qua, ông Tô Đại tướng Tô Lâm sẽ làm chức vụ Chủ tịch nước, rồi bà Trương Thị Mai sẽ là đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội. Cũng giống như tất cả những gì ở đây, chúng ta thấy một nhân vật nào đó thay thế ông Võ Văn Thưởng, nhưng ngày nay thì có thể nói thay hết cả và chỉ còn có hai người trụ cột lại thôi. Đó là ông Nguyễn Phú Trọng và ông Phạm Minh Chính là Thủ tướng và Tổng Bí thư Đảng. Điều mà chúng ta nói đến bây giờ, liệu cái sự thay thế và đón chờ những cái nhân vật trong tương lai để thay thế cho ông Nguyễn Phú Trọng trong vào năm 2026 qua cái kỳ đại hội đảng lần thứ 14, ai là những người nhân vật nào mà có thể nói rằng có một cái hy vọng để thay thế ông Nguyễn Phú Trọng? Nhưng mà trước khi chúng ta nói đến vấn đề đó thì chúng ta một lần nữa nói đến ông Lê Thanh Hải, một trong những người mà có thể nói quyền hành trong tay rất nhiều ở những cái thời điểm mà đầu tư vào Việt Nam. Anh còn nhớ thời kỳ gọi là ở Thủ Thiêm. Đúng vậy, và kỳ đó cũng có nhiều người dân oan biểu tình kêu ca đó. Đó là cái thời kỳ của ông Lê Thanh Hải, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Và hình như cái dự án Thủ Thiêm đó là nó cũng có liên quan đến bà
Trương Mỹ Lan của Vạn Thịnh Phát phải không anh? Vâng, đến bây giờ thì người ta nói rằng ông Lê Thanh Hải này có những cái sự liên hệ với bà Trương Mỹ Lan. Bởi thế ông Lê Thanh Hải trong những ngày vừa qua cũng lo sợ liệu ông Tô Lâm có giang tay ra để có những hành động như những gì người ta thấy đã có nhiều vị tỉnh ủy, có nhiều vị bí thư cấp lớn hiện nay đang bị giam giữ. Nhưng tất cả những sự kiện đó thì có thể nói vào phút 89, theo như lời của một người mà có thể nói rằng là đưa ra những cái tin rất giật gân, đó là Derek Phạm. 89 tại sao là phút 89 là giờ chót đó, giống như trận đá banh đó. Người ta thường nói phút 23, 89 là của giới đá banh. Giới đá banh là coi như còn một phút nữa là hết trận đấu rồi đó. Thì ông Lê Thanh Hải mới thoát nạn được. Thì bây giờ ông Lê Thanh Hải này, bí thư này bị tước hết tất cả cái chức vụ đi, chứ vẫn còn ở tại nhà, còn xài tiền được, chứ chưa đến nỗi là ở trong tù thì không có xài tiền được. Cũng đó là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cũng cần đề bạt đến để cho quý vị hiểu được những cái gì đang và sẽ đến. Thế bây giờ chúng ta nói đến cái chức vụ tổng bí thư trong cái kỳ đại hội thứ 14 này, nó có những cái đặc biệt, những nét gì? Việc trước tiên nó khác hẳn với cái chức vụ của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây, vì ông đã hết tuổi, ông cần phải có một cái sự gọi là đồng ý của ban bí thư trung ương, bộ trung ương đảng, nhưng bộ chính trị chấp thuận, ông mới được là tranh cử thêm một lần nữa. Vì sao? Vì cái chức vụ này đòi hỏi không ngoài 65 tuổi. Nhưng bây giờ hai cái nhân vật mà chúng ta nói đến nhiều nhất đó là ông Tô, đại tướng Tô Lâm, và ông đại tướng Lương Cường. Ông Lương Cường thì đã 67 tuổi rồi, mà ông Tô Lâm nếu mà đến cái kỳ đại hội là đảng lần thứ 14 thì ông cũng đã ngoài 65 tuổi. Thế thì liệu ai nhân vật nào để có thể thay thế được ông Nguyễn Phú Trọng với một cái chương trình đút lò đang nửa chừng nửa dở như vậy? Điều này thì tôi cũng không có thấy được có cái nét nào hiện ra ngay bây giờ. Nhưng mà nhìn qua thì thấy thì nó cũng chỉ loanh quanh những người trong tứ trụ thôi. Mà những người trong tứ trụ thì chúng ta thấy là nhìn vào đó thì thấy ngoài ông Phạm Minh Chính ra thì bây giờ còn hai vị đại tướng. Vâng. Một ông là ông Tô Lâm, coi như là Bộ trưởng Bộ Công an. Và một ông là Đại tướng Lương Cường. Tuy ông Đại tướng Lương Cường chưa phải là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng bây giờ là ông Phan Thanh Giang phải không ạ? Trần Văn Giang. Thì nếu mà một trong hai ông này mà được lọt vào thì không ngoài hai ông này thì cũng là ông Phạm Minh Chính, chứ không lẽ lại là ông Trần Mạnh. Lẽ nhiên hiện nay trong thành phần của Bộ Chính trị vừa mới quy hoạch lại thì chúng ta thấy thành phần của lực lượng công an vẫn nắm chiếm đa số hơn. Bên cạnh đó thì quân đội cũng có một cái số lớn rất lớn chứ không phải ít đâu. Nhưng mà ba nhân viên nhớ, tại vì tôi đọc cũng không có nhiều bằng anh về vấn đề cơ cấu và luật lệ của nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà nếu tôi nhớ không lầm, nó có một cái điều khoản là muốn làm tổng bí thư thì phải có ít nhất là đã là có một nhiệm kỳ ở trong tứ trụ, đúng không ạ? Có đó không biết có đúng không? Việc trước tiên một nhiệm kỳ trong Bộ Chính trị. Trong Bộ Chính trị. Bộ Chính trị. Và đồng thời thường thường thì những người được bầu làm tổng bí thư đều xuất phát từ tứ trụ mà ra. Vâng. Thế nhưng mà nếu ông này đã có một nhiệm kỳ ở trong Bộ Chính trị chưa? Bây giờ thì nếu chúng ta nói đến một nhiệm kỳ là nhiệm kỳ 13 ở trong Bộ Chính trị, đến bây giờ thì chỉ có ông Phạm Minh Chính, ông Trần Văn Giang cũng Bộ Chính trị, vâng, ông Tô Lâm cũng là Bộ Chính trị, ông Lương Cường cũng là Ủy viên Bộ Chính trị, thì tất cả những người này đều là những người có thể trở thành coi như là đã hợp lệ. Hợp lệ. Vâng. Nhưng bên cạnh nếu nói tứ trụ thì ông Tô Lâm lần đầu tiên trở vào cái chức vụ Chủ tịch nước thì ông Tô Lâm lại là tứ trụ, và ông Trịnh Thanh Mẫn cũng là một trong những người, Nguyễn hay là ông gì đó, ông Trịnh hay là cái ông Minh Mẫn á, thì ông đó cũng là một trong những người Chủ tịch Quốc hội tứ trụ nếu ông được bầu vào cái khóa họp chính này, và đồng thời ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Thành Ân cũng có là một trong những người đủ tuổi, mà cái tuổi của ông không có bị già, không bị rơi vào cái tuổi ngoài 65 tuổi. Hai người mà bị rơi vào 65 tuổi đó là gồm có ông Đại tướng Lương Cường và ông Đại tướng Tô Lâm, một bên quân đội, một bên công an.
Vâng. Nhưng nếu kỳ này ông được vào hai trước kia thì coi như là ông đã không bị cái vấn đề đó nữa. Thì nó dễ hơn chứ không phải là sẽ đi qua cái hội đồng trung ương họ bầu bán và chấp thuận. Thì thông thường đó những cái thông lệ như ông Nguyễn Phú Trọng cũng bị qua cái thông lệ như vậy. Người nào mà sẽ được trở thành tổng bí thư, điều đó có nghĩa rằng hội nghị trung ương đảng, toàn bộ tất cả những thành viên của trung ương đảng bầu với một cái con số là đa số. Có một thời gian ông Nguyễn Phú Trọng vừa là tổng bí thư vừa là chủ tịch nhà nước. Vâng. Thì cái điều đó nó còn dễ không hay là nó rất khó, chỉ có ông Trọng mới làm được thôi? Thật sự mà đến bây giờ thì ông Trọng là người đầu tiên đảm nhiệm chức vụ đó, thì không biết mình nói khó hay dễ, nhưng cái đó là cái quyền lợi của đảng và đảng họ làm việc theo gọi là cái điều luật của đảng đề ra. Thì việc trước tiên ông Nguyễn Phú Trọng là người lớn tuổi nhưng ông được hội đồng trung ương đảng chấp thuận để cho ông tiếp tục giữ cái chức vụ này. Và đến cái lúc ông Nguyễn Xuân Phúc đến lúc ông hồi đó thì để tôi coi là ai ra đi mà ông mới thay thế ta, ông Nguyễn Xuân Phúc hả? Đúng rồi, ông Nguyễn Xuân Phúc ra đi thì là ông Nguyễn Phú Trọng thay thế. Ông Nguyễn Phú Trọng thay thế rồi đến cái kỳ đại hội mới này thì lúc đó mới bầu. Không, ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Xuân Phúc ra đi thì ông Võ Văn Thưởng lên, Võ Văn Thưởng lên. Và lúc trước thì lúc trong cái được trường hợp nào mà lại ông Trần Đại Quang ra đi, ông Trần Đại Quang là tướng ra đi thì cái nhiệm kỳ còn lại một năm thì ông Nguyễn Phú Trọng đảm nhiệm cái chức vụ cho đến cái kỳ bầu bán tới. Vâng, tôi không biết mấy anh làm sao chứ tôi thấy nội trong 2-3 tuần này thay đổi cứ sành xoạch lên và hết người này bị cho thôi chức đến người kia xin từ chức vì cái vấn đề vi phạm luật lệ của đảng. Tôi thấy theo dõi mà cũng chóng cả mặt. Lại nhìn chúng ta thấy cái gọi là cái kế hoạch rút lò, cái chương trình rút lò của ông Nguyễn Phú Trọng là một cái chương trình được người dân ta thích thú. Và người ta nghĩ rằng đó là cái cơ hội để thay đổi lại tất cả cái nhân sự và một cái guồng máy mà có thể nói quan liêu tham nhũng. Mọi người hớn hở đều có thể nói rằng đây là cái cơ hội để cho Nguyễn Phú Trọng có thể làm được cái công việc của ông. Bởi thế người ta tin tưởng rằng tuổi lớn của ông, nhưng người ta vẫn tin tưởng và tín nhiệm ông ở cái chức vụ là Tổng Bí Thư. Tuy nhiên gần đây những cái sự việc mà có thể nó liên tục đổ nhào làm cho người ta lo nghĩ, lo sợ và lo nghĩ đến một cái vấn đề liệu đây có phải là một cái phương thức thanh toán nhau hay không. Vâng, anh cái câu hỏi đầu chương trình anh có nói nêu lên là liệu bây giờ đã có ổn định chưa. Thế nhưng mà chúng ta cứ nhìn vào những cái quá trình cứ 2-3 tháng, có người 1 năm là lại thay đổi xoành xoạch như thế. Có nhiều khi 1 tuần thôi là đã biến đổi một cách hoàn toàn. Thì làm sao mà chúng ta có thể biết được là trong thời gian sắp đến đây nó đã ổn định hay là vẫn chưa ổn định, vẫn còn có những cái thay đổi. Biết đâu chừng lúc đó không người này thì cũng người khác lại phải nộp đơn xin thôi chức thưa anh. Vâng. Đó là một vài sự kiện mà ở phần cuối của chương trình hôm nay chúng tôi sẽ đề bạt đến vai trò của Trung Quốc trong cái sân khấu chính trị ở tại Việt Nam như thế nào. Và chúng tôi sẽ lại với quý vị trong giây lát. Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240g với hàm lượng ginsengoside cao nhất trên thị trường, với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá $360, mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng, giá $180, mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên, giá $320, mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng, viên tinh chất giá $270, hộp 180 viên, dạng nước giá $260, hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra, khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn, giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA, liên lạc order tại 714-868-6868 hoặc order online tại sethomeshopping.com. Cảm ơn quý vị vẫn cùng với chúng tôi qua Người Việt trong tuần. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu đi vào một cái sự kiện chính trong những năm tháng tới đây, và đặc biệt là năm 2026. Kính thưa quý vị, vào năm 2026, Đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ được nhóm họp tại Hà Nội. Và qua cái cuộc nhóm họp này, một cái chức vụ quan trọng đó là Tổng Bí Thư. Liệu nhân vật nào sẽ là những người có thể có tên trong danh sách Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản Việt Nam?
Như trước đây chúng ta đã thấy ông Nguyễn Phú Trọng một trong những nhân vật mà đảm nhiệm từ cái chức vụ thành ủy của Hà Nội lên đến chủ tịch Quốc hội và sau đó là tổng bí thư và qua 3 nhiệm kỳ tất cả. Cho dù có một lần ông bị đột quỵ ở tại Kiên Giang, tuy nhiên là tại Rạch Giá, nhưng sức khỏe của ông vẫn cứ tồn tại và cái công việc của ông làm vẫn là một trong những cái gương mặt mà có thể nói có nhiều lúc người ta nghĩ quyền hạn và quyền hành đều nằm ở trong tay ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng đến bây giờ thì câu hỏi đặt ra liệu ông Nguyễn Phú Trọng có tồn tại thêm một cái nhiệm kỳ nữa hay không? Đó là một câu hỏi hiện nay cũng có thể có rất nhiều câu trả lời. Tuy nhiên, cái câu trả lời chính liệu sức khỏe của ông có cho phép được ông đảm nhiệm cái chức vụ này nữa hay không? Cũng là một trong những cái câu hỏi. Thì chắc lẽ ông cũng ngoài gần 80 tuổi, 80 tuổi rồi mà bị đột quỵ nhiều lần. Ở một cái chức vụ nó đòi hỏi một cái sự minh mẫn đầu óc thì liệu anh nghĩ rằng ông Nguyễn Phú Trọng có còn tồn tại ở chức vụ này thêm một nhiệm kỳ nữa hay không? Dĩ nhiên điều đó nó cũng có thể xảy ra với lại khoa học y tế ngày nay, nhưng mà nó rất là khó thưa anh. Nó khó là bởi vì ở cái tuổi 80 mà đến 2 năm nữa thì là ông đã 82 tuổi rồi, mà đã có cái quá trình đột quỵ vài ba lần như vậy, thì tôi nghĩ rằng cái tình trạng sức khỏe đó tôi nghĩ có lẽ không có cho thể dễ dàng cho phép ông. Nhưng mà người ta nói ở tất cả những quốc gia cộng sản là không phải cá nhân lãnh đạo mà tập thể lãnh đạo mà, thứ hai thành người ta đâu có lo nghĩ một cá nhân đâu có làm được việc gì nhiều hơn nữa. Tuy là nói như thế nhưng mà dù gì nữa thì những cái biến động quan trọng, cái vai trò tổng bí thư nó rất là quan trọng, chứ nếu không thì ai sẽ là cái người đứng ra để mà lo liệu công việc thưa anh. Có những cái việc quyết định thì chỉ có người tổng bí thư mới có thể quyết định được mà thôi, chứ không phải là đảng được. Thế gần đây thì qua cái sự gọi đường lối ngoại giao của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đặc biệt nâng cái cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đối với Hoa Kỳ, thì liệu cái ảnh hưởng Hoa Kỳ với tất cả những giới đầu tư kinh doanh đến Việt Nam có ảnh hưởng đến cái sân khấu chính trị của tại Việt Nam hay không? Thưa anh, dĩ nhiên là Hoa Kỳ gần đây cái ảnh hưởng Hoa Kỳ đối với Việt Nam qua cái việc mà nâng cấp toàn diện về vấn đề giao thương cũng như là có thể liên cả đến một phần về vấn đề quân sự, thì nó là cái ảnh hưởng Hoa Kỳ đã gia tăng đó. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng cái ảnh hưởng của Trung Cộng nó vẫn còn rất là dày đặc. Là bởi vì sao? Là bởi vì kinh tế của Việt Nam hiện giờ đối với Trung Cộng nó nhiều hơn Hoa Kỳ rất nhiều. Mà anh biết là kinh tế bao giờ cũng là cái ưu tiên hàng đầu. Nhưng mà anh thấy bây giờ kinh tế của Trung Quốc cũng đang có những cái dấu hiệu vào những cái vấn đề xa lầy ở trong những cái chương trình bất động sản. Và hiện nay thì Bộ Chính trị của Trung Quốc đã đưa ra một cái ngân khoản tới 41 tỷ để nhằm san bằng lại tất cả những cái mất mát để tạo lại một cái nền kinh tế mới. Thì liệu trong lúc những vấn đề khó khăn như vậy, Hoa Kỳ lại là một trong những quốc gia sẽ có những cái chi nhánh, những ngành công nghệ cao đầu tư vào Việt Nam lúc này, thì liệu cái công việc nối lại bang giao với Hoa Kỳ qua những cái công việc đầu tư kinh tế làm cái sân khấu chính trị Việt Nam có phần lung lay chuyển qua về phía phương Tây hay không? Thực sự ra thì Việt Nam đã bắt đầu có một những cái khuynh hướng bắt đầu xích gần hơn với Hoa Kỳ và họ bắt đầu có những cái vấn đề kinh tế đầu tư giữa hai quốc gia. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải nhìn công nhận thấy một cái điểm như vậy là cái nền kinh tế của Trung Cộng vào Việt Nam nó nhiều hơn là Hoa Kỳ rất nhiều, từ vấn đề tài nguyên cho đến vấn đề tiền bạc mua bán. Và nếu mà Trung Cộng ngưng hay là tăng thuế mà những cái món hàng mà nhập cảng vào Việt Nam thì kinh tế Việt Nam cũng sẽ bị hỗn loạn. Vì thế mà ở Hoa Kỳ tuy là họ bắt đầu đã gia tăng nhưng mà nó chưa có đủ lớn tới cái mức để mà có thể quân bình với cái ảnh hưởng của Trung Cộng về mặt kinh tế thưa anh. Khi anh nói đến vấn đề kinh tế thì trong những ngày tháng vừa qua, Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Trung Quốc đã đi đến một cái chấp thuận để xây nới rộng một cái đường xe lửa, xe hỏa để có thể có từ bên Trung Quốc đi qua Việt Nam với một cái tốc độ nhanh. Và đồng thời chắc anh cũng biết Việt Nam cũng là một trong những quốc gia đứng thứ nhì, thứ ba trên thế giới về vấn đề đất hiếm. Và cái đường xe lửa nó sẽ đi qua trong những vùng khai thác đất hiếm mà chỉ có Trung Quốc là một trong những quốc gia có những lợi thế về khai thác đất hiếm. Mà chắc anh cũng biết đất hiếm nó làm sử dụng cho mấy semiconductor rất là cho nhiều. Cho tất cả những cái con chip mà advanced thì phải có những đất hiếm đó, những cái chất đất hiếm đó là đến từ Việt Nam và một số các quốc gia ở Phi Châu cũng như là ở Nam Mỹ thưa anh. Nhưng mà một cái điểm quan trọng thứ hai mà tôi nghĩ rằng là Việt Nam hiện giờ xuất cảng rất nhiều nông sản vào Trung Quốc, nếu mà cái đó bị vấn đề khó khăn hơn thì nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam. Thứ hai là những cái vấn đề nhu liệu để mà Việt Nam cần có để mà sản xuất, thí dụ như là sản xuất ly nhựa, sản xuất những chất này chất kia thì Việt Nam vẫn phải mua, hoặc là vải vóc vẫn phải mua từ Trung Cộng, bởi vì mua từ Mỹ hay mua từ những quốc gia khác thì cái chi phí nó quá đắt trong vấn đề viện trợ.
nhưng mà lúc đó chúng giờ ta di không, chuyển thưa anh. Nhưng lúc đó chúng ta không thể nào không nói đến vấn đề cán cân mậu dịch giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam ngày càng gia tăng đến một cái mức độ gọi là cái cán cân mậu dịch của Việt Nam với Hoa Kỳ là lớn nhất trong tất cả cái cán cân mậu dịch với những quốc gia khác. Liệu cái điều đó có làm cho tất cả những cái đường hướng mới thay đổi cái chính sách kinh vâng, tế của anh, Việt chúng Nam ta không? Mong muốn rằng cán cân mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Việt Nam nó sẽ càng ngày càng tăng lên để mà ít ra nó cũng gần bằng hoặc ngang ngửa với Trung Cộng, thì lúc đó cái ảnh hưởng của Trung Cộng đối với về chính trị đối với Việt Nam nó sẽ bắt đầu nó bớt đi thưa anh. Vâng. Thế thì đến bây giờ chúng ta nói đến nếu mà kỳ đại hội thứ 14 tới đây bầu ra một vài người mà để có thể lãnh đạo, gọi là tứ trụ lãnh đạo của Việt Nam, thì lại nhiên chúng ta phải nói đến cái chức vụ Tổng Bí thư. Thì có thể nói rằng dưới tầm nhìn của tất cả nhà quan sát quốc tế hiện nay thì cho thấy rằng là ông Nguyễn Phú Trọng không đủ sức khỏe để có thể đảm đang cái chức vụ này trong vòng 2 năm tới vào năm 2026. Thế thì liệu ai sẽ là một trong những cái ngôi sao có thể thay thế ông Nguyễn Phú Trọng đến vào cái tầm nhìn của những nhà quan sát viên bây giờ? Vâng, thưa anh, cái điều này thì tôi chưa thấy cứ một nhà quan sát viên nào đưa ra một cái nhận định cụ thể. Có lẽ tất cả mọi người ai cũng dè dặt bởi vì cái vấn đề này nó phức tạp. Riêng theo cái nhìn của cá nhân tôi thì dù cho có là người nào đi nữa thì Việt Nam trong thời gian gần sắp đến đây cũng sẽ tiếp tục cái chính sách đu dây giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ. Họ sẽ không có dám nghiêng về bất cứ một bên nào. Lại dĩ nhiên thì chắc là Việt Nam trong bao nhiêu năm đã gắn liền với Trung Quốc, đã gắn liền với Nga thì không thể nào một sớm một chiều để có thể bỏ đi những cái công việc như vậy được. Tuy nhiên chúng ta cũng phải biết rằng là đến bây giờ là một trong những cái thời điểm mà có thể nói rằng là Hoa Kỳ vẫn là một trong những quốc gia có những cái đầu tư vào Việt Nam rất nhiều. Thì chính những cái điều kiện đó để cho chúng ta thấy rằng là Hoa Kỳ và Việt Nam vẫn có những cái đối tác chiến lược và những cái giao thương với nhau, trao đổi. Vì tất cả những cái tiền bạc mà đến Hoa Kỳ. Anh Đoàn Trọng nói rất chính xác ở cái điểm như vậy. Là đối với Hoa Kỳ là đồng tiền đầu tư ở đâu thì cái quân lực quân đội Hoa Kỳ họ sẽ phải có cái cán cân là họ phải bảo vệ cái đầu tư đó của Hoa Kỳ. Và gần đây Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam nhiều thì đương nhiên là Hoa Kỳ sẽ muốn làm sao cái tình trạng ở Biển Đông và ở Việt Nam nó sẽ được ổn định thôi anh. Và đó là một cái điều mà tôi nghĩ rằng những người Việt ở hải ngoại mong muốn rằng cái sự đầu tư của Hoa Kỳ và Việt Nam, kể cả vấn đề mậu dịch cho đến vấn đề quân sự, nó càng ngày càng gia tăng. Trong những ngày qua thì chúng ta nói đến cái vai trò Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nghị đại hội 14 tới đây có thể rơi vào một người mà trong những ngày qua có một cái thế lực rất mạnh ở tại Việt Nam, đó là ông Đại tướng Tô Lâm, hiện nay đang Bộ trưởng Bộ Công an. Tuy nhiên, qua cái sự thay thế nhân sự mới đây thì có khi nào mà cách đây một tháng chúng ta nghĩ đến hình ảnh của một ông Đại tướng Lương Cường lại có mặt trong bí thư của Ban Thường trực Bí thư hay không? Và cái tiếng tăm của ông Trần Văn Giang, một trong những người mà có thể nói có những cái thế lực mạnh ở trong quân đội, lại ra được bao nhiêu người nhắc đến trong những ngày gần đây? Cái điều đó cho chúng ta thấy liệu có một cái sự tranh giành quyền lực giữa công an và quân đội lúc này hay không? Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng đề cập đến ông Tô Lâm, dù sao đi nữa là một trong những khuôn mặt ông đã có trong phái đoàn của Việt Nam gần gũi qua những cái chuyến thăm quốc tế, đặc biệt nhất là chuyến thăm ở tại Glasgow, tuy nhiên là chuyến của đại hội khí ở là hội nghị khí hậu toàn cầu thế giới. Và cái vai trò của ông đã có mặt cùng với ông Phạm Minh Chính để tiếp xúc với tất cả những cái thành phần gọi là cao cấp trong thế giới này, như là nữ hoàng Elizabeth, ông vua vua Charles của Anh, ông Johnson, Barry Johnson của thủ tướng của Anh, cũng giống như tất cả ông Joe Biden lúc đó là tổng thống của Hoa Kỳ cũng có mặt gặp gỡ. Cái chiều hướng có thể nói rằng của ông Tô Lâm hiện nay có vẻ có nhiều cái quan hệ nhiều với tất cả những quốc gia phương Tây. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta thì nhìn thấy rằng là tướng Lương Cường cũng giống như tướng Trần Văn Giang đều là những người có những ảnh hưởng quân sự với Trung Quốc rất lớn. Và như anh đã biết, ông Lương Cường là một người đã được học và huấn luyện ở tại Trung Quốc trong một cái thời gian gần 2 năm liền. Thì liệu cái cán cân của những cái người thiên về phía bên này hoặc thiên về phía bên kia nó có làm cho cái tình hình dao động ở Việt Nam trở thành một cái nơi mà cũng có thể lại một lần nữa trở thành chiến tranh? Vì anh thấy gần đây tất cả những cái sự xây dựng ở ngoài Trường Sa cũng giống như ở tất cả những cái vùng tranh chấp của Philippines tạo nên cái thế đứng rất mới của những quốc gia ở trong khu vực của Biển Đông thật.
Vâng, và cái điều này rất nhiều báo chí truyền thông ở hải ngoại như đài BBC, đài VOA cũng đã lên tiếng nhận định rằng cái việc mà Putin đi thăm Tập Cận Bình ở Bắc Kinh là một cái điều có thể là một cái dấu ấn nó bất lợi cho Việt Nam. Bởi vì sao? Rõ ràng là người ta thấy là Nga cần có cái sự hỗ trợ về của Trung Cộng về vấn đề trận chiến ở Ukraine, và ngược lại Trung Cộng có vẻ sẽ có được cái sự hậu thuẫn của Nga nếu mà Trung Cộng muốn chiếm Biển Đông, thưa quý vị. Đó là loại vấn đề mà anh em chúng tôi muốn gửi đến quý vị qua chương trình Người Việt trong tuần hôm nay. Thì chắc lẽ đó là một vài sự kiện chúng ta chờ xem. Việc trước tiên sẽ là hội nghị chín của đại hội là hội nghị trung ương của Đảng Cộng sản sẽ diễn ra từ ngày 16 cho đến ngày 18 và kết thúc lại, để chúng ta có thể có một cái tầm nhìn ai sẽ là người nằm ở trong thành tứ trụ và tương lai Việt Nam sẽ đi về đâu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.